Thưa quý vị, cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ hoãn việc tăng thuế lên 200 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc nhờ vào kết quả khá tích cực từ vòng đàm phán gần nhất vừa diễn ra ở Washington. Ông Trump cho biết ông có thể sẽ có một cuộc họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại bang Florida nhằm sớm đạt được thỏa thuận thương mại. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã có một cuộc họp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Nhà Trắng trong khuôn khổ vòng đàm phán thương mại mới nhất giữa Washington và Bắc Kinh. Chúng tôi vừa kết thúc một vòng đàm phán với Trung Quốc và cuộc đàm phán diễn ra rất tốt đẹp. Chúng tôi sẽ sớm công bố một thông tin rất quan trọng trong một vài tuần tới. Tôi cảm thấy rất hài lòng rằng cuộc đàm phán này cho kết quả khá tích cực. Theo hãng tin Reuters, Mỹ và Trung Quốc đã vạch ra các cam kết về những vấn đề nổi cộm trong thương mại song phương, bao gồm 6 biên bản ghi nhớ liên quan đến ép buộc chuyển giao công nghệ và tấn công mạng, quyền sở hữu trí tuệ, dịch vụ, tiền tệ, nông nghiệp và hàng rào phi thuế quan.